để tiếp nối chương trình buổi tối câu lạc bộ của anh Bình hôm nay. Phạm Trao xin hát hai câu vọng cổ dứt vừa tựa đề là Chuyện Ngày Xưa. Bao năm rồi mà tôi cứ ngỡ mãi hôm qua, thở tay ấp trong tay của những chứng kiến nhiều
mảnh đời tan giờ. Họ đến với nhau bằng tiền tài danh vọng và lòng dạ con người không dễ đoán được đâu. Thật tình tôi chẳng tâm chi em, tôi chỉ cầu mong cho đời em được nhiều hạnh phúc. Nước sông tôi có dòng trong dòng đục, thì nghĩa trăm năm mai biết ai ngờ. Chiều nay sao bỗng nhiên tôi nhớ qua, nhớ cảnh nhớ người lại nhớ em. Chẳng lòng hãy có quên đi, mà sao